Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn thuộc địa chỉ là Cầu Giàn, Linh Giang, Hải Dương, chuyên bán các loại giọng giàn âm thanh nghe nhạc. Thì bây giờ cũng là hơn 2 giờ chiều của ngày mùng 3 tháng 12 năm 2020. Vâng, thì sau khi tôi đón tiếp những đoàn khách đến từ Hà Lam hay Thái Bình xong và cũng đang chờ đợi những đoàn khách đến từ các tỉnh, các nơi xa về cửa hàng là xem giàn và lựa chọn những cái dòng giàn là ưng ý và đẹp mắt để về nhà là vừa trưng bày và vừa nghe nhạc trong lúc rảnh rỗi. Thì bây giờ tôi cũng đang khá rảnh rỗi, tôi tranh thủ để lên làm một clip, nhất là test chi tiết bộ giàn là Kenworth A85 hàng xuất cắm điện 220V. Vâng, là gửi cho một khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Vâng, đó là bác Khanh, bác ở thôn 6, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thì bác Khanh cũng là một người cũng rất là đam mê âm thanh. Bác ấy bảo là tôi thực ra là rất là đam mê âm thanh và cũng đi hỏi rất là nhiều nơi ở khu vực Hải Phòng rồi, nhưng mà không ở đâu là nhiều dạng như trên cửa hàng của chúng tôi. Thì bác ấy bảo là trên cửa hàng của chúng tôi là có cái dòng giàn A850, thì tôi cũng thông báo cũng như là chính thức với bác là hiện tại chúng tôi có tầm khoảng trên 10 bộ. Đấy, trên 10 bộ giàn Kenworth A85. Và bác bảo rất là tin tưởng cửa hàng, nhờ cửa hàng là chọn cho bác cái một bộ giàn đẹp, các chức năng hoạt động tốt và đem ra tận nhà bác Khanh lắp đặt tại nhà. Vâng, thì để đáp lại cái thịnh tình của cá nhân bác Khanh cũng như là toàn thể các khách hàng cũng trong thời gian vừa qua cũng đã luôn tin tưởng hàng của chúng tôi, và tôi cũng đã gửi đi rất là nhiều hàng đi tận Cà Mau, đi Kiên Giang hay đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh, và cũng rất là nhiều khách hàng đã điện thoại cũng như là nhắn tin có những cái lời chúc tốt đẹp cũng như là có những cái lời cảm ơn chân thành tới cả chúng tôi. Thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể các bạn. Không, thì bên cạnh đó thì có một cái quả súp do được của một khách hàng tại ở Thanh Liêm, Hà Lan. Đấy, bác ấy bảo là tôi thì mua giàn của hàng rồi, nhưng mà muốn là mua thêm một quả súp để tăng thêm tiếng trầm, tiếng ấm cho bộ giàn, như là cái chỗ của nhà bác ấy lại vừa với bộ giàn, như là như vậy bác có đặt thêm một quả súp. Thì tôi cũng đã test súp rất là kỹ càng, cắm cùng bộ giàn là Kenworth A85 đấy, cho một khách hàng ở Thanh Liêm, Hà Lan. Thực chất ra thì tôi cũng có ghi tên bác đấy rồi, nhưng mà xin lỗi xin phép và tôi cũng không thể nhớ hết được. Tôi chỉ biết bác cái tên là bác Phú ở Hà Lan. Vâng, thì đã trước khi tôi đi vào việc chính, đó là test chi tiết bộ giàn A85 và một quả súp cho một khách ở Hà Lan, giàn ở Hải Phòng, thì tôi cũng xin một chút thời gian thì tôi sẽ giới thiệu là sơ qua về những dòng giàn, những số lượng giàn, và tôi sẽ báo giá cho các bạn rất là nhiều các khách hàng là điện cho cửa hàng chúng tôi là vào 3 đến 5 ngày gần đây, đặc biệt là những cái dòng giàn chung. Thì trước khi tôi đi giới thiệu thì tôi sẽ quay qua hai số điện thoại để quý vị và các bạn mà có nhu cầu là sử dụng giàn hay là cần cửa hàng chúng tôi là tư vấn cho những cái dòng giàn, những cái bộ giàn, hoặc là cho các bạn có thể hỏi kích thước của từng bộ giàn, loại giàn, giá cả chính xác của từng mã giàn, thì quý vị và các bạn là vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại. Vâng, số đầu tiên là 0982 760 08, và số thứ hai là 0936 808 363. Đây là hai số điện thoại trên cửa hàng của chúng tôi. Còn nếu quý vị và các bạn mà không vướng bận công việc thời gian thì có thể tìm về địa chỉ của chúng tôi qua Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, Cầu Giàn, Linh Giang, Hải Dương. Cửa hàng của chúng tôi là luôn luôn sẵn sàng để phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, thì hiện tại tôi đang có mặt trước cửa gian hàng. Thì cửa hàng của chúng tôi thì bây giờ có tầm khoảng trên dưới là 200 bộ giàn các bạn nhé. Trên dưới 200 bộ giàn các loại, từ những cái dòng giàn mini đến những dòng giàn đại. Còn súp thì chúng tôi súp pháo đợt này có tầm khoảng trên 20 quả. Còn súp đứng thì chúng tôi có khoảng gần 100 quả các bạn ạ. Tôi bày rất nhiều lơ trên cửa hàng, thậm chí là tôi chỉ để trên tầng 2 một cái kho chỉ để bày súp thôi, chỉ để súp thôi các bạn nhé. Đấy, bởi vì là súp thì đợt này là về rất nhiều, súp pháo, súp sên hay súp đứng là chúng tôi đều có cả. Đấy, có cả những cái dòng điện 100, có cả những cái dòng điện 200. Các bạn muốn tạo thêm mà cũng bây giờ cũng sắp Tết rồi. Thì bây giờ nhiều các khách hàng là cũng muốn là nhất là tạo thêm vẻ đẹp cho cái không gian phòng khách. Đấy là các bạn ấy, các bác ấy muốn phối ghép thêm những cục súp, đồng thời là nó cũng tăng thêm tiếng trầm, tiếng ấm lên cho bộ giàn. Thì đầu tiên về vấn đề là giới thiệu về giàn thì tôi sẽ giới thiệu các bạn là những cái dòng giàn là tôi cũng mới cập nhật trong vòng 3 ngày hôm nay. Đây, như trước mặt mình tôi đang quay đây là bộ giàn Kenworth A68. Còn Kenworth A68 thì chúng tôi có
tầm khoảng 5-6 bộ, 220, 110 chúng tôi cũng đều có. Và giá tiền của dàn Canvas A68 thì nó có giá là từ 7,3 triệu đến 8 triệu đồng các bạn nhé, là tùy thuộc vào bộ đẹp và bộ xấu. Đấy, đẹp thì nó sẽ lên 8 triệu, xấu thì nó 7,3 triệu. Bên cạnh bộ A68 đây, tôi đang ngồi đây là bộ dàn Kenwood làm gì? Vừa về với cửa hàng của chúng tôi là vào buổi sáng ngày hôm nay. Làm gì thì mảng loa của chúng là sử dụng mảng loa carbon rẻ quạt. Hình thức bộ này cực kỳ đẹp rồi. Đấy, vừa về, tôi chưa lau chùi các bạn ạ, chưa lau chùi. Đấy, hai loa trông như mới luôn các bạn nhé. Và giá tiền của bộ dàn Kenwood làm gì? Nó có giá từ 9 triệu 500 nghìn đồng đến 10 triệu 300 nghìn đồng. Tiếp theo là một cái dòng dàn khủng này và giá tiền thì cũng hợp lý. Đây là bộ dàn đời cao của Peeler. Đó là bộ Peeler Z990V. Bộ này 4 thớt, trông mặt rất là hầm hố các bạn nhé. Loa trông khủng và cắm điện 220 chúng tôi cũng có, 110 chúng tôi cũng có. Chạy đĩa CD, LD. Và giá tiền của bộ Peeler Z990V nó có giá là trên 8 triệu đồng. Đấy, bộ lò đẹp nó lên tới là 8 triệu 500 nghìn đồng. Bên trên cũng là một bộ dàn rất là khủng nhưng giá lại là giá sinh viên. Đó là bộ Peeler Z720. Vâng, bộ Z720 thì cũng 4 thớt thôi. Cắm điện 220V, chạy cả đĩa CD, LD. Và giá tiền của bộ Z720 nó có giá là từ 5 triệu 4 đến 6 triệu 200 nghìn đồng. Phía bên trên là tôi bày những cái dòng dàn chung của Canvas đây. Đây là bộ Canvas đầu tiên tôi sẽ giới thiệu các bạn. Đây là bộ Canvas CH7 các bạn ạ. Bộ này chạy đĩa CD, chạy đĩa MD, lại sử dụng 3 đường tiếng, cắm điện 100. Giá tiền của những cái dòng Canvas dàn chung thì tôi sẽ báo giá chung cho các bạn, ngoại trừ những cái dòng dàn cao cấp như 1001 hay là những cái dòng dàn 5002 thì tôi không nói. Còn những cái dòng dàn chung của Canvas thì nó có giá là từ 3,8 triệu các bạn nhé, đây là Canvas dàn chung, đến 5,8 triệu đồng. Ví dụ như bộ đẹp của bộ G9 mà tôi đang chuẩn bị quay cho các bạn đây, là giá đẹp nhất là 5,8 triệu đồng. Còn bộ B9 nó khác nhé các bạn nhé. Bộ B9 thì nó lại đắt hơn một chút. Bộ B9 là bộ đẹp nó lên tới là 6,2 triệu đồng. Đây là bộ Canvas G9. Phía bên dưới là bộ Palasolic D50. Bộ này cả chúng tôi đợt này cũng có rất nhiều các bạn ạ, có 4 bộ cơ. D50 thì giá tiền bộ đẹp nó lên tới 7,5 triệu. Bộ xấu thì nó là 6,8 triệu. Bên dưới là dòng dàn Onkyo F33. F33 thì gà chúng tôi hiện tại tôi đang bày đây là 2 bộ các bạn quan sát. Bên dưới một bộ, bên trên một bộ. Onkyo F33 thì nó có giá là bộ đẹp nó lên tới 8,2 triệu. Bộ xấu thì 7 triệu. Đẹp xấu nó chênh lệch nhau 1 triệu các bạn nhé. Tiếp theo là dòng dàn Palasolic. Được, bộ Palasolic này thì đây là bộ Palasolic D7. Bộ loại bass của chúng là bass 215. Công suất nó đạt là 300W trên một bộ dàn. Và giá tiền của bộ D7 thì bộ đẹp nó lên tới là 9,5 triệu đồng. Cũng là bộ 7 nhưng mà đây là bộ G7 của Victor các bạn nhé. Bộ này bass 30, cắm điện 100V, có cổng quang giải mã. Bộ này rất là nhiều các vi chỉnh và giá tiền của bộ Victor G7, bộ đẹp nó lên tới là 9,2 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là bộ dàn Peeler Z510. Bộ này là dàn đại nhưng giá lại giá sinh viên. Và giá tiền tôi báo chính xác cho các bạn để các bạn nắm rõ. Bộ Z510 bộ đẹp như thế này. Đấy, là nó lên tới là 5,4 triệu đồng. Còn phía bên trên là bộ dàn cũng mới về hàng của chúng tôi thôi. Bộ dàn Kenwood B9 thuộc dòng dàn chung và dòng dàn khủng nhất trong những cái dòng dàn chung của Kenwood này. Bộ B9 các bạn nhé. Bộ này giá tiền của chúng vừa tôi thông báo rồi. Bộ đẹp nó lên tới là 6,2 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là bộ dàn Kenwood A65. A65 thì trên cửa hàng của chúng tôi hiện tại có trên 5 bộ và giá tiền của A65 nó lên từ 8 triệu đến 9,2 triệu đồng. Bộ Palasolic D50 thì tôi đã giới thiệu rồi. Còn phía bên trên đây là dòng dàn Kenwood 7i, một dòng dàn hiện tại trên các trang mạng hay các kênh bán hàng rất hiếm có đây. Giá tiền của bộ 7i bộ đẹp nó lên tới là 15 triệu 500 nghìn đồng. Đấy. Dòng Palasolic này tôi đã báo giá với các bạn rồi, bộ đẹp nó lên tới 7,5 triệu. Vâng, tiếp theo là dòng dàn Soli V750. Hiện tại tôi đang để lên một chiếc đầu đĩa than các bạn nhé. Đấy, nó làm 6 thớt, bao gồm là 6 thớt cả đầu đĩa than. Và giá tiền của Soli V750 chưa tính đầu đĩa than thì nó có giá từ 9 triệu đến 10 triệu đồng. Còn đầu đĩa than thì thực sự là tôi chỉ mua hộ các khách hàng thôi. Và giá tiền của đầu đĩa than hiện tại tôi đang bày là 1 triệu đồng. Đấy. Bên cạnh bộ Soli V750 là bộ Peeler X640, bộ này bass 28 các bạn ạ.
Bát 28. Và giá tiền của X640 nó có giá là từ 6.8 triệu đến 7.600.000 đồng. Bộ lao đẹp thì nó lên tới 7.6 triệu, xấu thì 6.8 triệu. Còn những cái dòng A85 đây, như vừa rồi tôi đang muốn giới thiệu với các bạn này, A85 thì trên cửa hàng của chúng tôi đợt này là có trên chục bộ các bạn nhé. A85 110 chúng tôi cũng có, và A85 220 chúng tôi cũng có luôn. Hiện tại tôi đang bày ra là một bộ 220, một bộ 110, và một bộ tôi đã chọn lựa và test cho bác Khang, bác Khanh ở Hải Phòng, là một bộ cũng rất là đẹp, là bộ 220V. Còn giá tiền của A85 thì tôi sẽ thông báo các bạn, bộ đẹp nó lên tới là 10.500.000 đồng, bộ xấu là 9 triệu. Đấy, như bộ này các bạn đến chọn lựa tôi sẽ bán 9 triệu bộ xấu. Bộ đẹp bên cạnh này thì bộ này cũng chưa phải là đẹp so với bộ bác Khang, thì tôi bán với giá là 10 triệu. Còn bộ đẹp hơn nữa thì tôi sẽ bán là 10.500.000 đồng. A85 thì chúng tôi có rất là nhiều, có là trên 10 bộ dàn các bạn đi. Các bạn có thể quan tâm đến dòng dàn chung của con Panasonic CH505 này các bạn. Đây là người ta gọi là dòng dàn là rốn rất là đẹp, rốn to, rốn như cả bồng. Điện cắm 100V, 200V. Nhưng bộ này hiện tại trên cửa hàng chúng tôi là cắm 100V. Giá tiền của chúng là trên 4 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một dòng dàn rất là khủng đấy các bạn nhé. Dòng dàn MD888, MD Sharp 3.8 này. Đây, dòng dàn Soli. Và bộ dàn này hiện tại trên cửa hàng chúng tôi có 2 bộ các bạn nhé. MD888 này, đây nó có giá là trên 8 triệu đồng. Đấy, phía bên dưới là bộ Z7700 Victor. Bộ này cũng rất là hiếm có này, hình thức đẹp này, âm thanh hay. Giá tiền của chúng là từ 8 triệu đến 9 triệu 2. Phía bên dưới là bộ dàn Pioneer 640 tôi giới thiệu rồi. 750 thì đây, nhân tiện đây thì 750 chúng tôi cũng có các bạn nhé. Hay Pioneer 950 đây. Đấy, đây là bộ Pioneer 950, dòng dàn đời cao. Giá tiền của 950 thì bộ đẹp nó lên tới 9.500.000 đồng. Còn tại đây một bộ dàn là dàn ghép, người ta gọi là dàn ghép. 5 thớt là dòng dàn Panasonic D6 các bạn, dòng dàn cực kỳ hiếm có. Hiện tại tôi đang phối ghép với một đôi loa D70. Đấy, và giá tiền của bộ dàn Panasonic D6 phối ghép với một đôi loa khổng D70 nó có giá là trên 8 triệu đồng. Đấy. Phía bên dưới là dòng dàn là Kenwood 3G. 3G thì giá tiền nó rẻ hơn 3i rất là nhiều. Đấy, giá tiền của 3G thì bộ đẹp thì nó lên tới 8 triệu thôi. Bộ xấu thì nó chỉ có 7 triệu. Còn 3i thì bộ đẹp nó lên tới là 9 triệu, bộ xấu thì nó 8 triệu. Đây là những cái dòng Panasonic D70 các bạn này. Khổng này. Đấy, bộ này mặt của chúng là màu ghi xám này, bát 28, công suất 300W. Hiện tại tôi có 3 bộ và đang bày ra bên dưới bên trên một bộ để trong kho, và giá tiền của Panasonic D70, bộ đẹp nó là 9.500.000 đồng, bộ xấu thì nó là 8.700.000 đồng. Còn phía bên trên thì các bạn biết rồi, tôi bày toàn súp pháo thần công, các bạn gọi súp sên cũng được. Cả đây là cũng có, đây gọi là súp sên thực sự các bạn nhé. Đây là súp sên này. Đấy, bên cạnh là súp pháo thần công. Súp pháo thì chúng tôi hầu hết là chỉ để khách hàng người ta mua, dặn mua chúng tôi mua hộ khách hàng là nhiều thôi. Đấy, còn súp thì tôi chỉ mua rơi vào tầm khoảng 20 quả đến 30 quả là nhiều. Đấy, và giá tiền của súp pháo thì nó lên tới là 5.8 triệu các bạn nhé. Còn súp sên thì nó sẽ rẻ đi, tầm khoảng dưới 5 triệu. Còn súp đứng thì đôi đẹp 5 triệu, đôi xấu là 4.4 triệu. Đây là những cái dòng dàn là Soli V750 tôi giới thiệu rồi. Đây, phía bên trong tôi sẽ vào và quay cho các bạn. Tôi bày rất là nhiều súp các bạn nhé. Trong này các bạn quan sát phía bên trong tôi bày những cái dòng súp súp pháo đây các bạn nhé. Súp sên này, súp đứng này, rải rác trên các dàn này. Rất là nhiều súp là các bạn chọn lựa. Bên trên đấy cũng là súp pháo các bạn này. Thậm chí đằng sau lưng tôi hiện tại tôi quay lại cũng là súp pháo. Bày rải rác trên các dàn này. Đây còn súp đứng đây các bạn nhé. Súp đứng là tôi bày trên tầng dưới tầng 1 tầm khoảng 30 quả. 30 quả súp bọc thành bọc. Rất là đẹp. Đây, súp nó làm ngổn ngang trên các dàn này. Còn dàn thì trên cửa hàng chúng tôi thì quá nhiều rồi. Dàn tôi xếp, có nghĩa là các bạn đi vào cửa hàng chúng tôi thì các bạn phải đi nghiêng. Còn đi mà thắng vai thì chắc chắn không đi được, bởi vì nó nhiều hàng. Nhiều hàng không có chỗ bày. Tiếp theo những cái dòng dàn chung của MD Soli, MD919 này, MD717 này, MD3.7 này, MD3.8 này, hoặc là MD99 này các bạn này. Giá tiền thì MD919 là giá của chúng là từ 10.500.000 đến 11.8 triệu. MD99 là từ 7.5 triệu đến 8.2 triệu. Hay MD717 thì bộ nào đẹp nó lên tới 7.3 triệu, xấu thì 6.5 triệu. MD777 thì cũng vậy thôi, nó cũng ngang tiền với MD717. Còn bên đây là những cái dòng dàn của Onkyo RV5,
A7 hay là 921. Các bạn quan sát rất là nhiều những cái dòng giản. Các bạn gọi đến có khi tôi còn không nhớ hết được cái mã giản bởi vì nó nhiều quá. Đây là những cái dòng A97 nội địa rồi. Vâng, nếu quý vị và các bạn mà muốn biết thêm chi tiết về những cái dòng giản hay là cần hỏi thêm giá cả của từng bộ giản thì quý vị và các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0982 760098 và 0936 808 363. Còn rất là nhiều khách hàng hỏi về những cái dòng dàn soli khủng này. Soli khủng chúng tôi có soli 925 thì hiện tại tôi đang bày 3 bộ gần nhau các bạn ạ. Đấy. Và giá tiền của bộ dàn soli LBT V925 nó có giá là từ 13 triệu đến 14 triệu 500. Đây là cũng tùy thuộc vào bộ đẹp và bộ xấu thôi. Đây, đằng sau là tôi bày những cái dòng dàn A99 thì tôi không giới thiệu nhiều bởi vì tiền hàng chúng tôi quá nhiều. A97 cũng vậy, cũng tầm gần 20 bộ. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một bộ dàn rất là hiếm có là bộ dàn Sansui D900 A900DI các bạn nhé. Bộ này các thước thì loa là màu đen nhưng mà quắc của chúng màu xanh các bạn ạ. Đấy, gồng loa là bằng nhôm, rất là đẹp. Điện cắm 100V và giá tiền của bộ D900 A900DI thì nó có giá là trên 10 triệu đồng. Vâng, để không mất thời gian của bác Khanh cũng như là bác Phúc ở Hà Lan và toàn thể quý vị các bạn thì tôi sẽ đi luôn vào mục đích chính thôi. Vâng, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu đấy. A85 thì trên cửa hàng của chúng tôi là có gần 20 bộ, chính xác là phải gần 20 bộ các bạn. Tôi cũng không biết rõ là bao nhiêu bộ. Đại loại là có nhiều lắm, ở trên tầng tôi bày quá nhiều. Đấy, và tôi cũng đã chọn lọc ra một bộ rất là đẹp rồi. Và để chứng minh được cái điều đó thì tôi sẽ đi vào quay hình thức thôi. Rất nhanh các bạn, tôi test nhanh thôi. Bởi vì bác Khanh hay bác ấy có nhu cầu là nhờ cửa hàng của chúng tôi là cho nhân viên ra tận nhà hướng dẫn này, lắp đặt tại nhà cho bác Khanh. Tại vị trí của bác Khanh tới cửa hàng chúng tôi nó tầm khoảng gần 60 cây các bạn ạ, cũng khá xa. Cũng là khá là xa. Cũng vì là công việc bận rộn nên bác không đến được, mà trong khi đó bác cũng rất là tin tưởng cửa hàng. Nhờ cửa hàng là chọn lựa này. Đây là tôi sẽ quay chiếc loa bên phía tay trái các bạn quan sát này cho nó bóng ạ. Tôi bật flash tôi quay các bạn này. Bật flash tôi quay luôn. Kể cả loa tép các bạn, rất là đẹp. Chiếc loa bên phía tay phải này. Còn đây là quả trầm của anh Phúc. Trầm mà ghép vào dàn A85 này nó cực kỳ là tuyệt vời các bạn ạ. Các thớt mới là trầm mới loa bằng nhau rồi xong lại trầm nó cũng bằng nhau luôn. Đấy. Đây là hình thức các thớt các bạn. Quắc của chúng nó rất là sáng các bạn nhé. Đấy, còn sáng đều cơ. Nó đã sáng rồi sao còn sáng đều. Và A85 là một dòng dàn hay. Hay ở chỗ là nó rất là nhiều các tính năng. Thì trong cái ngày hôm tôi nhớ không rõ ngày nhưng hình ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Tôi có test một bộ dàn A85 thì Cà Mau và tôi cũng hướng dẫn là cách đấu lối dây giắc này, cách chỉnh nghe quai, chỉnh bát tép, làm sao là các khách hàng có những cái dòng dàn A85 là sử dụng một cách là đạt hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực âm thanh. Ví dụ các bạn để cái chế độ quai làm sao nó phải chuẩn thì các bạn lưu được, hoặc là các bạn bật quai tắt quai các bạn lại không biết là đến lúc này nó sẽ không hay. Đấy, làm sao cái quai chúng ta chỉnh nó làm sao nó cũng vì nó đúng hình chữ V thì nó mới hay. Còn hoặc chúng ta chỉnh theo nó là ngoài thì nó sẽ không bao giờ hay. Đấy, như thế này là không hay. Mà tôi lưu sẵn rồi thì tôi lưu số 1 rồi. Có ai ấn như đâu thì các bạn cứ ấn cho tôi. Ví dụ bây giờ giản nó lằng ngoằng như này thì nghe bát tép nó bát nó dìm xuống, tép dìm xuống, mít dâng lên thì làm gì nó hay lắm không các bạn, các bạn. Thì chúng ta sẽ chỉnh làm sao đúng hình chữ V này. Theo tôi là hay nhất rồi. Đây là chắc chắn. Còn bây giờ tôi sẽ đi vào test giản thôi. Bây giờ tôi sẽ test cái đầu đĩa trước các bạn. Đầu đĩa này. Đầu đĩa thì tôi rất đơn giản thôi. Ví dụ chúng ta cho đầu đĩa vào rồi các bạn nhé. Cho đĩa ra này. Cái đĩa này thì thực ra là cái đĩa này chúng tôi in ra mà chuyên dùng test giản, mà chủ yếu là in để khách hàng ấy thì cho khách hàng. Đấy, cho đĩa vào. Đó, chúng ta đợi đĩa nhận bài rất nhanh các bạn ạ, trong vòng có 2 giây nhận bài. Đó, thì chúng ta ấn play. Ấn play thì trong khi đó chúng ta phải nhớ về phần âm ly các bạn nhé. Ví dụ chúng ta ấn play xong rồi đấy thì phần âm ly chúng ta chọn sang CD các bạn này. Chọn về phần CD, nó hiện là màn hình lên CD. Ê quai nháy vặn volume lên chạy luôn. Tiếp theo là thớt tuner. Thớt tuner thì chúng ta về phần âm ly chuyển sang tuner thôi. Chúng ta cứ bấm tay vào đâu thì chúng ta nhìn mặt quắc đấy, chắc chắn là được. Chúng ta dò sóng. Dò sóng thì nó tùy vào địa phương. Mỗi địa phương có một cái tần sóng nó khác nhau. Thế nên là đó, chúng ta phải để xa găng ten vào ra loa thôi. Câu chuyện của chúng ta thì nó cũng không nói về chúng ta để gần xuống nó không bắt mọi người. Đấy các bạn ơi, bắt led các bạn.
Đây là FM các bạn nhé. Đây chúng ta nghe đài FM. Còn đài AM thì 549 thôi. Đây AM nó xuất hiện này. FM nó xuất hiện này các bạn nhé. FM thì nó led hơn. Quá chuẩn rồi. Và cuối cùng là cassette. Thì cassette thì giảm ít khi các bạn nghe. Nhưng mà để chứng minh được là nó hoạt động tốt, chạy đồng đều thì tôi vẫn cứ test thôi. Bởi vì là cassette thì ít khi các bạn nghe. Đấy, nên chúng ta tua qua một tí các bạn nhé. Tua chạy này, tốt này, chuyển về tẹp này. Cái băng xấu thế này là nghe nó cũng chẳng hay các bạn. Nên chúng ta nghe băng tốt tốt thì nghe có vẻ là được, nó sẽ hay hơn. Đấy, rất là dễ thôi. Băng cassette, tuner, bắt FM, đầu đĩa thì nhận bài nhanh. Đấy, tất cả các tính năng tôi test rất nhanh thôi. Bây giờ tôi ra dọc sơ gì các thớt để tạo sự minh bạch giữa người bán và người mua. Còn chủ yếu là tôi ra tận nơi, tôi cho nhân viên ra tận nơi lắp đặt cho bác khách làm sao để hướng dẫn cho bác hiểu một cách là hiệu quả nhất. Vâng, vừa rồi mặt trước tôi đã quay rồi, còn đây là mặt sau của bộ giảm. Các bạn quan sát chiếc loa này, thẳng tắp luôn, không bài. Mà Zin Japan ghi rõ ràng dễ đọc các bạn nhé. Loa bên trái hay loa bên phải này các bạn. Đấy. Rất chắc chắn này. Còn sơ gì các thớt tôi sẽ đọc luôn. 5120292 là đầu đĩa. Tiếp theo là 137 là thớt quay. Tôi đọc 3 số cuối các bạn, bởi vì là nó xa quá tôi không đọc rõ. Thì tôi có gần lại thì các bạn có khi là nhìn rõ hơn đúng không ạ? Đây. 3 này, 04 này. Mà quá 30406123 là thớt quay. À thớt đầm ly. Đấy, sơ gì nó rất là dễ thôi. Không có gì mà các bạn biết là đấy. Sơ gì chúng ta sẽ không thay đổi được. Nó nằm ở đây, mỗi bộ giản, mỗi một cái sơ gì nó khác nhau, không bộ nào giống bộ nào. Còn đằng sau thì chúng ta cắm vào đường ao xì thì tôi sẽ xin phép là cái clip này tôi sẽ không hướng dẫn cái đấy, bởi vì là tôi hôm qua tôi đã có một cái clip tôi hướng dẫn rất chi tiết bộ giản là 85 rồi. Bạn nào mà cần biết thêm về cái cách tính năng chỉnh cái bộ giản, các bạn chỉ cần đánh vào YouTube gõ chữ đài Huy Thuấn và các bạn gõ là cách chỉnh đấu lối dây dắt cho bộ giản cái vớt A85 là chắc chắn là sẽ tôi đã hướng dẫn các bạn một clip rất là chi tiết cụ thể bộ giản. Thì vừa rồi tôi bây giờ tôi sẽ nghe mạng các bạn nhé, nghe mạng trong cái đó là tôi sẽ lấy một cái điều khiển này, tôi bật TV này mạng. Ok. Thì tôi sẽ quay gần lại chiếc loa để các bạn nghe cái âm thanh của bộ giản khi nghe mạng. Vâng, vừa rồi tôi cũng có quay gần lại những chiếc loa bát trung tép và center làm sao để các bác nghe cái tiếng tép tiếng center nó rõ ràng này. Chứng minh được các loa nó hoạt động tốt này, chạy đồng đều. Thế thì các bác mà cần nghe rõ hơn hoặc bác khanh cần nghe rõ hơn, bác có thể đeo tai nghe vào thì nghe rất là rõ. Thì tôi cũng xin phép quý vị các bạn là tôi sẽ tạm dừng clip tại đây thôi. Thì trước khi dừng clip thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, đăng ký, ủng hộ kênh cũng như là đóng góp ý kiến để giúp cho cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện hơn trong lĩnh vực bán hàng. Hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2020. Tôi xin kính chúc cho gia đình bác Khanh cùng toàn thể quý vị và các bạn là có thật nhiều sức khỏe này, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng và công việc làm ăn là luôn luôn thuận lợi và gặp thật nhiều may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình clip tiếp theo.